Xin chào các bạn, Thắng Giò xin chào 500 anh em, những người yêu cây cảnh, yêu cây bonsai bóng đá của Thắng Giò. Hôm nay tôi làm rất nhiều những cái mảng linh tinh khác nhau để phục vụ các bạn. Sau một thời gian dài nghỉ bão gió, thì trước khi vào công việc chính, chúng ta hãy dành một khoảng lặng nhỏ nhỏ để tưởng nhớ đến những người mà đã chết ở trong vùng lũ. Chúng mình phải lấy cái cảm nhận của những mình bị mất người thân thì cái sự đau đớn nó mới mức độ nào. Tôi rất là xúc động mà suốt ngày xem các kênh YouTube về vùng lũ. Cuộc đời nó là như vậy. Nay sum họp 5-7 người, 9-10 người ăn uống no say, ngày mai tự dưng biến mất khỏi cõi đời, vùi thây dưới 3 tấc đất mà không biết đâu mà tìm cả. Rất là đau xót. Đây, trước khi vào thì chẳng biết là thứ tự công việc như nào. Vì bão gió là tôi phải cho hết cây xuống, các bác biết rồi. Đá một nơi rồi, những cái mẩu linh tinh nó nằm một nơi đây này, nó như này này. Đấy, nó nằm một nơi. Xong rồi nó bay đi linh tinh, rồi nó ngập lụt linh tinh, tìm mãi mới ra. Các bạn thông cảm nhé, cho nên là tôi phải chuẩn bị lại suốt từ gần một tuần nay. Cho một số cây bám đá rồi mà đây làm gì, bão gió này nó không có đủ thành phần nhé. Đây là toàn cát xây này, các bạn nhìn này. Đây là cát xây nhé, không hề có một cái gì. Và đây là đất thịt tôi nghiền ra, không có cái thành phần thứ ba là bột xỉ than nhé, vì mưa gió thế này thôi, đến chịu thôi. Cát không tôi cũng trồng. Đây, đây là tôi giới thiệu cho bạn biết là cái chất trồng nó là như thế. Nhưng cần phải tinh, cần phải tơi. Để sau này các bạn rũ nó ra, như hôm nọ tôi đã làm một lần, tôi rũ nó ra một cái là tôi dúng vào cái chậu nước một cái là đất ra đằng đất. À, cát ra đằng cát mà rễ ra đằng rễ nhé, rễ nó không bị đứt, không bị ảnh hưởng, nó không bị xước. Các bạn giật ra một cái là đứt rễ đi, nó thối rễ, rồi cùng các bạn muốn ngâm vào nước nữa thì nó cũng có bị ảnh hưởng. Bởi vậy, kênh của Thắng Giò là để dành cho những người có trình độ A bờ cờ nhé. Còn trình độ đến mức độ là trung cấp ABC, từ cấp 2 trở lên là tôi không dạy được đâu. A bờ cờ là lớp 1, lớp 2, lớp 3. Còn ABC là lớp 5, lớp 6, lớp 7 nhé. Đấy, hôm nay tôi đây. Ở trong độn linh tinh cho nó cao lên, đỡ tốn đất. Chúng tôi trong thành phố mà trên mái nhà này nó không có nhiều đất đâu nhé. Nhà các bạn thì nó có hàng tấn, còn nhà tôi thì không có đâu nhé. Vậy vậy, chúng tôi phải độn nó lên. Cho cái cây này vào, cho cây này vào trồng đất. Một vài ba năm sau là tôi rút ra lên để tôi cho vào khay. Đây, đây nhé, nó như thế này nhé. Như thế này thì khi mình nhấc lên một cái là nó dễ, vì đây nó vát ra nhé, đây nó vát ra. Nhưng bạn cho thấp xuống đây một tí cái là nó thắt tăng trống. Đến khi bạn cho ra là rất khó, mà bạn phải làm mọi kỹ thuật thì nó mới ra được. Đấy. Chúng tôi đất quý lắm nhé. Đất trồng cây cũ rồi nhổ ra phơi khô lại cất đi nhé, các bạn thông cảm. Mà các bạn làm trên nhà tầng thì các bạn cũng biết rồi đấy, cũng như cái võ của tôi thôi. Nhất đây là Hà Nội, Sài Gòn nó lại cái diện tích nó lại rộng, cứ bán kính khoảng 30-40 cây số ấy thì không tìm được đâu. Thế này, các bạn nhìn thấy nó vô duyên cái gì, nó cao cái gì, nó lỏng ngỏng cái gì, không sao cả. Chính ra nhiều bạn là không dám cắt. Đây có hoa đây này, có hoa này nhé. Nhưng khi trồng nước nó khác các bạn nhé, nó phát triển rất chậm. Nhưng khi cho vào đất thì sự phản ứng của nó tức thời, nó cũng chưa quen ngay đâu. Cho nên các bạn đừng lo. Bây giờ cái này nó hơi cao cái gì, tôi vẫn cho nó vượt qua đỉnh núi một tí, nhưng mà chỉ để ở mức này thôi. Có hoa đây nhé, các bạn đừng có tưởng. Đây này, về sau này tả ra bốn xung quanh đây nhé. Vì đây nó trên này nó có 3-4 cái mầm rồi, 3-4 cái nhánh con rồi, thì tôi để. Chứ mà không có thì tôi cắt tận đây này. Đấy,
cắt từ đây, cắt luôn thế này nhé. Thế này thì sau này nó sẽ ra những cái mầm ngang đây, nó thấp đi, độ cứng nó kém nhé, độ cứng nó kém và độ mềm nó cao lên. Đây nó ra đây và có một tí lên trên này là được. Như thế này không sao đâu các bạn nhé, không sao. 3 tháng nữa từ giờ đến Tết tôi sẽ khoe các bạn nghe cái cây này nó sống hay chết. Đấy, trông thì buồn cười lắm nè. Đấy, dễ đây, có gì đâu. Không có gì cả. Dễ đây không có gì cả. Cho nó vào đây. Sống thì sống, chẳng sống thì không cần. Toàn cát không nhé, cát không với bột đất thịt nhé. Tôi hạn chế mất nhiều đi cho nó đỡ tiếc, để cái chậu này nó hơi cao. Nó chưa xứng đáng là một cái chậu cây để cho cây vào, để chơi quanh năm ngày tháng nhé. Mà đây nó chỉ là trồng tạm thôi, nó là giá thể trồng tạm thôi. Thế này là xong rồi các bạn nhá. Tưới hả? Thôi, biết thế đã. Tưới thì cho các bạn xem rồi. Tiếp tục. Hôm nay clip tiếp theo là tôi sẽ cho một cây vào bám đá. Bây giờ tôi mới giải thích cho các bạn biết, và thỉnh thoảng tôi vẫn nói luôn, nhưng bây giờ tôi mới nói lần đầu. Ví dụ như cái này, làm cái này trước để dễ nói này. Hòn đá, một hòn núi nhỏ tự nhiên như thế này không mấy khi có được ba mặt đâu, thậm chí hai mặt cũng hiếm hiếm nhá, còn vẫn có. Thế nhưng mà các bạn xem mà các bạn cũng không để ý là tại làm sao lại tôi cứ gài từ cái bên này là bên nhiều hang hốc, nhiều khe rãnh, thì tôi để cho dễ gốc về bên này, chứ tôi lại không cho gốc về bên này. Ví dụ như này nhé, không cho, 99% là không cho, còn 1% nó chưa xuất hiện và nó phải có điều kiện của nó thì ta sẽ cho nó sang bên này để quay sang bên này. Thế bây giờ tôi giải thích thế này. Ví dụ một mỏ xi này, một mỏ xi này các bạn cho vào đây, dáng gì dáng tùy, thế này cũng được nhé, thế nào cũng được. Thế nhưng mà sau này rễ nó sẽ ra đây phải không ạ? Rễ ra đây nó không có độ bám. Nó không độ bám, ta cảm tưởng nó như thế này. Nó như thế này thì nó hơi lùng bùng. Nó chỉ bám xuống đây thôi. Nó còn toàn bộ từ đây xuống đây là nó không có chất bám. Nó không có khe kẽ như thế này. Nó không có khe kẽ như thế này. Và nó không có những khe kẽ ở đây để nó bám chặt vào. Cho nên các bạn đừng rất là sai lầm một bạn nào đó mới làm cây mà làm theo kiểu mà tháng giò lại đặt theo kiểu như thế này. Đặt như kiểu thế này, 99% là không đạt yêu cầu về tự nhiên, về thiên nhiên, về nghệ thuật, về cảnh đẹp, về sắp đặt là hoàn toàn đã bị phá vỡ. Thế thì bây giờ tôi để nói sang bên này. Tại sao tôi để đặt ở bên này, gốc rễ ở những cái bên xù xì này? Nếu bình thường cây này nó ra rễ, nó buông thẳng xuống, cây này sau này, đây hôm nay giảng thật kỹ, đây ví dụ rễ nó buông xuống, nó đi xuống thì nó gặp đâu cái nó đứng lại,
nó đứng lại, nó chồn lại chứ nó không khôn như con rắn nó bảo nó lại trườn đây đâu. Nó vào hốc này nó chồn lại, nó vào hốc này nó cũng chồn lại, nó vào hốc này nó cũng chồn lại, nó vào đây nó cũng chồn lại, nó nằm khoanh ở trong này. Như vậy là rất xấu nhé. Tính tự nhiên là đúng, nhưng mà tính tự nhiên ấy nó không tạo cho mình một hình thái nghệ thuật, nó không đẹp. Cho nên mới bảo rằng là vừa giống thiên nhiên lại vừa không giống thiên nhiên ở cái chỗ ấy. Thế thì tại làm sao mà tôi là vẫn phải để bên này? Đây ví dụ này, tôi để này như thế này, đến khi ốp dễ bèo vào nhá, nó để hay ở cái chỗ này, nó tìm mọi cách nó len lỏi theo cái ẩm ướt của dễ bèo để nó xuống đây. Nhưng nếu như các bạn để như thế này, rễ cây đi thẳng đây, rễ cây hả, rễ cây khi nó xuống đây nó quằn lại, nó quằn này nó còn cong lại, nó xuống đây nó cong lại, nó không đến cong lại. Thế là ở trên này là toàn bộ rễ cây nhưng lại không chắc chắn, nó không tìm xuống đây đâu nhé. Các bạn đừng ngần nhầm, nó không tìm xuống đây đâu, nó không tìm xuống đây. Nó cứ quằn, nó cuộn, nó thành một cuộn ở trong cái chỗ này, nó thành một cuộn ở trong cái chỗ này. Như vậy là rất dở. Thiên nhiên là hoang dã, cái đó là ngoài Mẫu Sơn nhé. Nó ở ngoài Chùa Hương, nó ở Tây Nguyên. Nó là tự nhiên thì được, nhưng còn chúng ta không được phép cho nó quá tự nhiên đến mức độ cầu thả, tạo cho ta một cái điểm nhấn không đẹp. Thế cho nên là đấy, hôm nay tôi đã trả giảng kỹ. Cây này phải đặt vào đây. Thế thì thằng này sau này nó buông ra, nó buông ra đâu kệ nó. Nó buông, nó cứ lòng thế này cũng được, thế này cũng được, thế này cũng được, thế này cũng được, kệ nó. Rồi nó buông thẳng xuống đây. Bên này không quan trọng, bên này không quan trọng, mà bên này mới là quan trọng. Đây, 90% của tôi này đá là như vậy. Thế thì làm luôn. Đây là cây dâu, cành dâu hàng tháng trước rồi. Xong rồi đây, xong rồi là bão gió là ngập lụt, xong rồi linh tinh thối hết cả lá đây. Đấy, thối hết cả lá rồi nhá. Mà thối cũng chẳng sao, bây giờ thì cho nó hết luôn, cho nó khỏi thối luôn. Tại làm sao tôi lại cắt như thế này mà lại tôi lại không để nguyên lá thì tôi giải thích cho các bạn biết. Khi cây đang trồng đất, các bạn nhổ ra nó không bị gãy dập gì. Các bạn để nguyên lá sum xế như vậy, các bạn cho vào đất nước thì lại không sao. Nó không có một sự phản ứng nào nhiều. Bởi vì đất với nước luôn luôn ở với nhau để phục vụ nó. Thế thì đây không phải là cây mà nó làm một cái mẩu cắm. Nó làm cái mẩu như thế này. Thì khi tôi cắm vào nó, tôi cắm vào đất, nó sẽ phải như thế này thì nó mới sống, còn để nguyên lá chết 100%. Thế nhưng mà đây nó đang ở trồng đất, nếu đây mới nó là một cái cây rồi, nó đang trồng đất mà các bạn cho nó vào nước, các bạn để nguyên lá cũng được, vặt lá đi cũng được. Nhưng tại làm sao tôi lại không bảo các bạn vặt lá, vì nó rất dở thế này. Ví dụ cây này nó đang trồng đất, tôi dỡ nó ra, tôi cho vào nước, tưởng là cắt như này thì là hay gì, lại không được. Bởi vì sao? Bạn cắt để cho nó ra mầm gì, đến khi nó ra mầm rồi, 1-7 ngày sau nó ra mầm rồi, bạn cho nó vào đất, cho nó vào đá, phản ứng tức thì của nó chưa quen với môi trường này. Các bạn nhớ, nó chưa quen với môi trường này. Môi trường này gồm đá xù xì, gai góc, xước sát ra, phản ứng của nó là co lại để tự vệ. Đồng thời nó cũng chưa quen với rễ bèo, nó chưa quen với môi trường cao mà hơi ẩm ướt. Buộc lúc chúng ta lại phải cắt lại lần nữa. Thế thì nó đau hai lần. Mầm ra rồi mà bạn vẫn phải cắt. Bạn không cắt cái mầm ấy nó sẽ chết. Đấy, lôi thôi rắc rối chưa? Nhưng cũng chẳng lôi thôi đâu. Tôi nói như là rất kỹ càng đấy nhá. Như thế này đưa vào trồng thì bạn phải cắt như thế này. Và vừa rồi rậm xuê ở nước và ở đất thì không sao, nhưng bạn cho nó vào đá bạn lại phải cắt. Bạn cắt ngắn ngày tùy bạn. Nhưng mà thôi, ta cứ cắt thế này cho nó đỡ đau mà cho nó nhanh phát triển nhá. Sau này là cành tán nó ra. Đây này, cành tán nó ra thì bạn bẻ nó ra đây nhé. Đấy. Cái này là tại vì là mưa gió bão rồi nó tìm mãi mới thấy. Các bạn phải thông cảm, trên mái nhà là biết rồi, bão vừa rồi biết rồi. Khủng khiếp. Đời tôi chứng kiến đâu được hai lần, năm 86 hay là năm 71 đến
71 mà người nhân dân ở trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong Sài Gòn còn tài trợ cho miền Bắc, đang thời Mỹ Ngụy còn tài trợ cho miền Bắc. Thế thì đây dễ đây, hay hoa gì đâu. Đấy. Thế này nó sống hay sống mặc kệ nó nhé, không cần. Dâu. Dâu bám đá. Thì các bạn cứ tưởng tượng cho tôi rằng là mai vàng bám đá cũng thế thôi. Đây. Tôi cố tình thả một vài cái rễ xuống đây. Chả sao cả. Cho nó vào cái khe này cũng được. Đấy. Thế này nhé. Có dễ thì có không có thôi. Xanh xin A, G, bồ đề nó thả ở đây kệ mẹ nó. Nhưng bên này mới là quan trọng. Bên này trông thế này thôi. Nhưng nó tự len lỏi nó xuống. Cái này là của y tá nhé. Nó tự len lỏi nó xuống các bạn nhé. Mặc kệ nó. Các bạn quan sát kỹ chưa? Chết mặc kệ nó. Ốp dễ bèo vào. 3-4 tháng sau nó xuống tới đây là nó đã len lỏi vào đây rồi. Các bạn thả vào đất. Một vài 3 năm sau. Xù xì rụt rịt. Động tác tiếp theo là garo. Có lẽ nó thật cũng không cần phải garo đâu. Thôi cứ làm cho nó cẩn thận. Tôi nhìn thấy vì tôi cho nó vào cái khe này là hai bên nó đã bóp chặt rồi. Nhưng mà thôi cứ cho nó một tí vào cái chỗ này. Như thế này để cho nó chắc chắn. Đấy, hôm nay tôi quay sang đây tôi garo cho các bạn xem cho nó rõ. Thế này thôi nhé, thế này là chặt rồi. Còn cái này bổng lên tí nó dễ bèo nó vào, nó sẽ cụp xuống. Cái này một nửa năm nữa, một năm nữa cái khe này nó bóp chặt. Thì khi đó tôi sẽ bẻ cái này ra đây nhé. Các bạn nhìn này. Bẻ ra đây rất điệu. Đây tôi bẻ thử cho các bạn xem. Thử thôi vì đây đấy. Nó đi xuống đây nữa. Cái này nó xuống đây nữa nhé. Cái này nó ra đây nhé. Đấy. Ngay bây giờ thì trông nó buồn cười. Nó hơi vướng víu. Nhưng không sao cả. Đây. Hình như. Cái này nó là chanh. Chanh không được. Đây nhá. Chỗ này tự dưng là nó có một cái hoàm con nhé các bạn nhé. À, đây này. Đấy. Tôi lấu cá là cho một tí gì đó vào đây. Đây. Đây nhá.
Đấy, sam hương. Que, que bằng cái tâm, sam hương. Còn đây là chanh nhé, chanh. Ngâm đến hàng tháng rưỡi này rồi, nhưng nó bé quá thôi, thì lát nữa là tôi trồng cây nhé, trồng vào thành cây. Dăm 7 tháng sau là tôi nhổ lên là nó cây chanh. Nhưng mà chẳng có hòn đá nào nó gầy đến mức độ này. Thế nào, có cần phải buộc gì không? Bây giờ vào dễ bèo luôn. Vào dễ bèo luôn. Vào dễ bèo thế nào nào này, đây nhé. Thì nhé, cho vào đây nó lại không vướng, nó cứ tìm xuống nước, nó tìm xuống bằng được thì thôi, nó chẳng cần phải vướng gì cả. Nhưng các bạn để cái rễ nó tự dưng nó ra, nó kiểu như rễ gió thì nó không xuống vậy đâu, nằm ở đâu nó làm nguyên đấy, nó quặn lại, quặn tròn lại như con rắn ấy, như vậy là rất dở. Làm cái gì? Bùng đây đấy, các bạn nhìn này, tôi cũng chỉ biết làm này thôi. Còn các bạn có nhiều cây, có nhiều đá, muốn làm có chất lượng thì các bạn ở gần, các bạn bảo tôi đến tôi làm cho. Chỗ này không có, nhưng mà tôi đón cái chỗ này để cho cái chỗ này nó lên. Không có thì tôi cũng vẫn phải đón nhé. Rồi nó thừa ra thì tắt được cái vặt ra, nó cắt đi, ta gỡ nó ra, ta làm việc khác. Không có việc gì khó nhé, chỉ cần bạn không lười. Bởi vì các cụ nói rồi, có sức người gạo nếp cũng phải thành xôi. Đấy. Ê. Cái thằng ôn vật này về sau này tự dưng nó lại loáng ngoáng loằng ngoằng chứ mày hay nhé. Sống hết các bạn nhé, sống hết. Chả có cái gì là không sống cả, sống hết. Xong rồi. Cái này tôi ngâm đến cả tháng này rồi nhé, vì nó mưa gió quá không làm sao được, ngâm cả tháng này rồi, bây giờ nó không khác gì bông. Không khác gì bông. Gọi là hời hợt qua qua cũng được ấy mà, có cần gì phải nhiều dây lắm đâu. Mà dây thì nó cũng rẻ thôi, vài trăm nghìn một cân thôi. Một cân thì làm có mà đến tối chả hết. Một cân các bạn làm phải tương đương với 50 hòn nhé, 50 hòn to ấy. Còn nhỏ là phải 100 hòn. Quay ngược lại quay xuôi nhé, quay xuôi lại quay ngược tùy. Nếu sao mà trông nó cứ các bạn cảm thấy yên tâm là được. Cây dâu bám đá kèm theo một mẩu sam hương. Rồi nó muốn đi đâu thì kệ nó, chả vấn đề gì, nó chẳng phạm gì ai cả. Nó hỗ trợ cho nhau cộng